Chào mừng các bạn đã đến với kênh youtube Nhà Gió. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các nội dung thú vị mỗi ngày nhé. Thiếu niên xuyên vào tiểu thuyết 18 cộng, trở thành sư tôn phản diện dựa theo cốt truyện. Đời này cậu sẽ nhận 5 người đồ đệ, sau đó bị 5 đồ đệ này, dày vò đến chết, bị ngược tới hồn phi phách tán. Để cứu lấy mình, sư tôn quyết định tận tâm dạy dỗ 5 tiểu đồ đệ, hy vọng tương lai bọn họ có lòng tôn sư trọng đạo. Đừng có hắc hóa. Lúc này, đại đồ đệ vừa mới bái sư, Sư Tôn thầm nghĩ, mình phải dạy dỗ đại đồ đệ thật tốt, trở thành thầy tốt bạn hiền của hắn ta. Vài năm sau, đại đồ đệ được Sư Tôn chăm sóc dung mạo tuấn mỹ, tu vi cao cường, nhưng toàn bộ tu vi đều dùng để ép Sư Tôn yêu hắn. Sư Tôn tức giận quyết định thanh lý môn hộ, tiếp tục nhận đồ đệ thứ hai, nhị đồ đệ vào tông môn chưa được bao lâu đã lén lút gia nhập Hợp Hoan Tông, lén lút hạ tình cổ lên người Sư Tôn, lại lần nữa nuôi ong tay áo lần này sư tôn dứt khoan thu nhận một cặp song sinh làm đệ tử nhưng mà cặp song sinh này càng biết chơi bọn họ lén lút luyện sinh tử đan muốn sư tôn lưu lại hậu đại của mình dù bốn đồ đệ đầu tiên nuôi đều phí công nhưng sư tôn vẫn không chịu bỏ cuộc mà thu nhận đồ đệ thứ năm ngày bái sư ngũ đồ đệ được sư tôn đang mang bầu dẫn lên núi trước mắt hắn ta là phần mộ của bốn vị sư huynh trước đó sư tôn đe dọa nói đây chính là kết cục của kẻ giám ngỗ nghịch với sư tôn Đứa trẻ ngoan không được phép học theo, có hiểu không? Nhưng sư tôn nào biết. Lúc này, Ngũ Đồ đệ đang to gan nghĩ, "Cảm ơn các sư huynh. Các sư huynh thật tốt, chết rồi còn để lại di sản cho sư đệ." Hả? Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.